Và xin thông báo ngoài lề một chút thì ban tổ chức Cần Thơ trang trí mỗi lớp những chiếc cành hoa đào bên ngoài rất là đẹp rồi. Và nếu mà phát hiện bạn nào hay nhìn thấy bạn nào bẻ cành hay là bẻ lá hay là nhổ gốc thì chúng tôi sẽ phạt rất nặng thành viên đó, được chưa nhờ? Và nhanh, còn một tiêu chí nữa là các bạn rác của mình đó, tất cả các bạn hãy tập trung vào một chỗ. Nếu mà đội nào xả rác nhiều quá thì chúng tôi cũng trừ điểm theo quy định nhá.
chút thì vẫn thấy còn rất là nhiều đội chưa hoàn thành được cái phần chơi của mình, đúng không nhỉ? Sẽ được thông báo từ ban tổ chức. Dạ vâng, thì là ban tổ chức chỉ là thông báo chỉ còn ít phút nữa thôi. Chương trình thi vào bình chương thứ ba là chính thức kết thúc, và tiếp theo chương trình thi vào bình chương thứ ba đó là chương trình thi mong muốn quà của những lớp nào đẹp nhất, xinh đẹp nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, mọi lớp chúng tôi cũng lại là chỉ còn ít phút nữa thôi là chương trình rồi thi được chính thức kết thúc, và ngay sau đó sẽ là chương trình thi mong muốn quà của từng lớp. Tất cả các cô giáo, thầy giáo hay là các bậc phụ huynh cùng nhau về trại của lớp mình, cùng nhau thi những món quà đẹp nhất của lớp mình ạ.